Thông tin trốn cách ly chỉ với 250.000 đồng. Các bạn có tin được không? Cái giá cho một người Việt Nam về từ Trung Quốc thông qua các hãng xe dịch vụ Trung Việt chỉ với khoảng 4.000 nhân dân tệ, tương đương với 12 triệu đồng Việt Nam. Chi phí ấy được nhà xe cam kết bảo hành tránh được chốt kiểm dịch và người trên xe không phải cách ly 14 ngày bắt buộc. Tin được không, khi tiền công vận chuyển một người Việt Nam qua đường mòn, lối mở từ Campuchia về Việt Nam chỉ có 250.000 đồng. Tất cả những kẻ trốn chui trốn lủi đó né được các chốt biên phòng và không phải cách ly 14 ngày. Suốt mấy nghìn km đường biên giới, tiếp giáp với ba quốc gia, hàng nghìn chiến sĩ biên phòng căng mình làm nhiệm vụ. Có nhiều chiến sĩ từ Tết đến giờ vẫn chưa về nhà, cưới vợ cũng hoãn, cha mẹ mất đành lập bàn thờ chịu tang ở đơn vị. Những công sức ấy đổ lại 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Tháng trước, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Việt Nam nên công bố hết dịch, phần vì ổn định tình hình trong nước, động viên nhân dân phấn khởi tái thiết đất nước sau quãng thời gian dài chống chọi dịch bệnh, phần vì chúng ta đã làm rất tốt. Việt Nam như một bức tường thành ngăn chặn dịch Covid-19, cả thế giới đã công nhận điều ấy. Nhưng một bức tường thành cũng có thể đổ sập vì tổ mối. Ca bệnh số 416 và mới đây là ca bệnh số 418 một lần nữa khiến chúng ta phải giật mình. Khi mà Việt Nam có thể sắp công bố hết dịch thì như một cái giấc có từ trước, cả nước nhận tin sét đánh ngang tai. Có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và mất dấu F0 tại Đà Nẵng. Ngoảnh đầu lại thì thấy, dù chúng ta đang làm rất tốt, nhưng vẫn có kẻ mang danh đồng bào âm thầm phá hoại. Mới ngày nào, thành phố Đà Nẵng vẫn rất đông vui, hàng chục ngàn người có mặt tại các địa điểm công cộng, khẩu trang ít còn được thấy. Mà bây giờ bệnh viện C Đà Nẵng nhận chỉ thị cách ly 14 ngày, đội ứng phó nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Quảng Nam nâng cao cảnh giác, văn phòng chính phủ lại có những ánh đèn thâu đêm. Nhưng hãy nhớ, cuộc chiến này không phải do Mỹ hay Tàu gây ra mà chính vì người Việt hại người Việt. Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kia chính là do người Việt dẫn đường. Những người có thể vì được Việt Nam trốn được cách ly cũng là nhờ người Việt dẫn đường. Chúng tổ chức thành một đường dây tinh vi, tự tin quảng cáo trên mạng xã hội, đảm bảo né được cách ly. Chúng hả hê thu về những đồng tiền đánh đổi bằng sự an toàn của cả một đất nước. Và bây giờ, hàng triệu con người đang chạy theo, phải nhanh hơn cả virus. Vì biết đâu, trong những người đang vui vẻ dạo phố, có những người đang âm thầm mang mầm bệnh. Virus Covid-19 vốn không biết chọn để lây trong người giàu hay người nghèo, càng không thể có chuyện dùng tiền để mua sự sống, mua lấy sự ưu tiên khi cả cộng đồng đã bị lây nhiễm. Nếu nhiều tiền mà có thể chống được dịch Covid-19, thì người dân Mỹ đã không chết nhiều như thế.